Thưa quý vị, từng đi xuất khẩu lao động 17 năm ở nước ngoài, tích lũy được một số vốn cũng như kinh nghiệm. Năm 2022, anh Nguyễn Tấn Kỷ, ngụ xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, trở về quê và bắt đầu khởi nghiệp với sản phẩm mùn dừa. Tận dụng vỏ dừa tươi ở các quán nước trên địa bàn, anh Kỷ thu con về sản xuất mùn dừa. Mô hình vừa giúp anh Kỷ có thu nhập ổn định vừa có phần bảo vệ môi trường. Máy vận hành bằng quay kéo trục được gắn với nhiều lưỡi dao bên trong để băm dừa mùn dừa được băm nhỏ rơi xuống sàn, còn sơ dừa theo chu kỳ đánh văng ra ngoài như kết hạt lúa được tuốt ra, rơi xuống sàn và rơm được đánh ra ngoài quần máy. Theo anh Kỷ, chiếc máy xây giỏ dừa ước chi phí sản xuất khoảng 50 triệu đồng, còn chi phí sản xuất nguồn dừa không cao, chỉ tốn tiền điện vận hành máy và tiền thuê nhân công đi thu, chở giỏ dừa. Mỗi bao mùn dừa có giá 25.000 đồng, trừ chi phí, bình quân mỗi tháng, anh Kỷ lãi hơn 25 triệu đồng.